cái năm nè. Nhưng mẹ tưởng đẹp lâu lắm. Chị Ngọc Quyền đúng kẻ thiệt luôn á. Con chưa có hỏi chuyện đó nữa. Hồi kêu hỏi nếu nhỏ là tại sao hỏi vậy. Má ôm không má? Má ơi còn bông nhiều lắm á, vô trọng đi cho nó ôm cho má rồi má. Về đưa cho má ôm. Trẻ vô luôn á, chú chị. Cô Ngọc Quyền quá đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp em ha. Quá đẹp quá trẻ luôn ha. Cô đến rồi ha. Hồi đó giờ mình mới thấy gặp cô Ngọc Quyền ngoài đời đó. Thôi trẻ mình gọi bằng chị đi. Mình cứ mà con hô. Thôi em kêu bằng cô, em kêu bằng cô đúng. Kêu bằng cô đúng hả? Kêu bằng chị. Chị đẹp thiệt. Dạ. Cô Ngọc Quyền chuẩn bị di chuyển vô cả nhà ơi. Rồi. Chị đẹp thiệt. Cô Ngọc Quyền quá đẹp. Chị lẹ đâu thấy gì. Wow, mấy anh em mà ấy quá em phải ấy cái nhà Ngọc Quyền á chị, cô Ngọc Quyền, chị Ngọc Quyền, chị với cô thôi cả nhà ha. Wow. Em để lên còn cái em đem qua tôi mộ chị mộ rồi gặp mọi người cho thì sẽ thấy cổ sẽ thấy cái thứ cho cô má, má để bên đó luôn đi má. Dạ má đó để con nó biết không cái này. Dạ đó đẹp lắm á. Dạ không đẹp rồi má, tại cô sợ che cái tên của em. Chị để hai bỏ này được đẹp mà. Dạ. Bữa nay chị và Ngọc Quyền thăm em đây. Cô này là cô là nuôi của chị đem qua. Đấy đó để con này là mẹ nuôi của chị Ngọc Quyền. Mẹ nuôi giám đốc công ty Văn Bửa Rạng Đông. Rạng Đông dạ trời. Cô là mẹ nuôi của cô của chị Ngọc Quyền, của chú chị giám đốc của công ty Văn Bửa Rạng Đông. Cô Ngọc Quyền có mang theo những cái bó hoa rất là đẹp để trên mộ của chú Năm ha, cô chú chị ha. Hôm nay chắc là chú Năm rất là vui nha cô chú chị. Những người già yếu bằng mình và che phố nữ chân để
trong quan trường mồ mẹ sanh lòng mẹ nhớ thì tôi mang cho đẹp thì đại ca là người biết qua trời đường lúc đi mình quay con em con có quyền không nhỉ? Không bao giờ con tòa bao an là cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không thể nghe đến tiếng cô rung rao sẽ băng toàn lại bảy nửa này tiếng sáng bổ phần trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm đây cho che cái này cũng đỡ ha, có nắng chỗ này bị che mấy chỗ kia đâu không dạ con chào cô nha. Cái rạp này là cúng á cô, cái hồi viên đem nó rạp xuống. Dạ, cái rạp này mà mát đó cô, nhà rạp này của Hòa Viên. Dạ, Hòa Viên cho che. Dạ, bên đây là cô, đi này cô. Đi này cũng giờ mấy cô đi qua với chị Ngọc Quyền đi qua thắp hương cho cô Thanh Kim Huệ của chú anh chị. Để một bó để bên chú Năm Hùng với một bó đem cho má Dung để viếng chú Thanh Sơn. Cô Ngọc Quyền ở ngoài đời rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Thì đó giờ chú Tiểu mới thấy cô Ngọc Quyền ngoài đời luôn cả nhà. Chị cũng mới thấy rồi.